Như vậy là trong sáng ngày hôm nay, trước khi cơn mưa kéo đến thì anh Vũ cũng đã hoàn thành cái việc mà lợp tôn cho cái mái nhà. Cô bác anh chị thấy nó có hai cái sóng dập không? Ở đằng trước một cái sóng nè, ở trên cái mái dài kia cũng một cái sóng nhà nữa. Trời ơi văng à. Ồ nói vậy hay hết luôn anh. Ồ một nghiêng một gỗ dừa. Dừa dứa. Nãy giờ chặt hả con? Dạ buổi hồi xin chào cô bác quý anh chị ạ. Sáng hôm nay thì các anh thợ lại lật đật dậy sớm để mà tiếp tục khởi công cái công trình của bé Kim Chi á, cô bé mà 13 tuổi, cô bé tí hon 13 tuổi chỉ có 13 kg á cô bác quý anh chị. Thì hôm nay dựng cái phần vách này còn lại nè. Và trong cái lúc các anh thợ dựng thì cô bác quý anh chị thấy đây là chú ông nội cô bé Kim Chi. Chào chú. Làm gì á? Dọn ba cái đồ này nè chú ơi. Dọn ba cái đồ cũ thì đặng cho trống đặng mấy anh em làm nè. Dạ. Hồi tối có đi bắt cá không? Trời ơi tối dọn dẹp về cái phía thì mệt quá mà không có xuống thả chú ơi. Mấy giờ? Dọn dẹp đến mấy giờ? Hôm đâu tới 11, 12 giờ chưa nghỉ nữa đó. Tháo ra cái nó bị coi như mấy này nó gần hư hả chú ha? Dạ hư rồi. Thì còn cây cũ ở nhà trên của ông già ông cho nè. Này là hôm qua mưa hay sao chú? Mưa dột. Cái này là mưa dột hả? Dạ. Thôi chú gỡ đi, chú gỡ đi. Chú dạ. Gỡ bình thường. Cây tre mà nó chui vô trong luôn hả? Vô nhà luôn nè. Trời mà dần bằng bởi những cái miếng màng này nè. Đâu có một lớp tôn ngoài nữa mà nó chung vô tôn luôn nè. Dạ. Dẹp cái này để mấy anh thợ làm nhà lớn xong á. Dạ. Thì làm luôn cái phần nhà này. Lấy cái tôn cũ á. Dạ dạ. Hôm ngày hôm qua chú kia cũng có nói. Chú nói để làm nhà trên xong đi rồi hả, sửa lại khúc dưới này cho tôi. Dạ. Ô cái tủ này nó hư hết đó hả chú? Hư hết trơn rồi, gãy chân cò, cắn còn gì đâu. À. Vậy là cái tủ này là coi như bỏ luôn rồi. Bỏ rồi. Làm gỗ, làm củi. Làm củi. Dạ. Chậm cũng được mấy ngày à. Tôn này hồi đó là lấy tôn cũ nên dừng lại đúng không? Dạ. Này để bảo vệ cái chiếc vỏ của mình. Dạ. Còn cái tivi cũ luôn kìa cô bác anh chị. Tivi đó còn xài được không? Không. Bắt lên nó chỉ cháy màn hình, nó trắng thôi chứ nó không có hát hồi. Dạ. Trời ơi. Nó chào cô, nó xin trong nội. Cái miếng này là... Làm nước cho mấy chú này chứ vậy? Cái miếng này là lúc trước là để dừng mưa đúng không? Thì đó che mà không che đừng cho mưa chảy xuống nè. Dạ. Cái đòn tay này là làm bằng cây dừa đúng hả? Dừa chú ơi. Trời ơi. Dừa là truyền thống của ngày xưa rồi. Thấy gì chứ cái cây dừa này xài lâu lắm hả chú? Dạ. Hai xác rồi nè. Xác của ông vợ luôn cũng dở nhà trên. Đó, nhà của ba mẹ cho nó dở ra. Rồi mấy con nhỏ em, hai nhỏ em. Rồi cô chú dẹp cái tủ này ra. Xin tháo ra luôn. Tháo dán ra đem ra ngoài luôn nè. Dạ. Mấy chục năm mà nhìn cái cây kẹo chưa có bị cái gì hết trơn luôn nè. Ừ. Quá chừng luôn. Nhà cặp mấy sông mát ghê á. Hôm nay cô cho các anh thợ ăn gì á? Hôm nay cho các anh thợ dũng gì? Tính là cá mua 2 kg cá lóc nè, tính hay là đổi cho mấy chú thợ này coi thích ăn gì làm hết. Hết nhiêu tiền? Trời ơi. Ở đây cá rẻ gì? Nè nè. Chú mở này kẹp con cho bả đi. Không, đi kẹp chứ. Đi làm công kia rồi sao nói thôi. Đây cá rẻ gì hả? Nhiêu ký? Cá mua ngàn nửa gì có 50 ngàn ký à. Cá lóc 50 ngàn ký hả? Giờ bảo mình là 120 đến 150. Ừ. 100 ngàn rồi là làm hết ngày rồi.
ghé ghé không có chơi nhiều đâu. Mà nhiều đông nữa. Hôm qua xào nấm ăn ngon quá. Nấm có xào ngon ghê á. Tính chiều à. Giờ hủ qua với chả cá mày Vinh. Lát nữa có anh kia lên anh nấu phụ. Vậy hả? Dạ. Thợ nấu nha. Dạ mướn thợ nấu từ vị Thanh xuống vị Thủy. Vậy là mừng lắm đó. Bây giờ chuẩn bị sẵn đồ ăn chơi lại hồi nước người nấu phụ là ngon. Hồi tối sao rồi? Hồi tối ngủ ngon không cô? Hồi tối ngủ ngon không? Hồi sáng ngủ quên luôn dẹp đó tại mấy chú á. Ngủ quên luôn. Ngủ quên đấy mà cái chị kia chỉ điện chị nấy rau mới thức. Mới giật mình. Bởi đêm hôm qua là cô với chú là thức sáng đêm rồi. Rồi đuối quá, hồi tối nay ngủ quên luôn. Với là hôm mấy chú nói ngủ ngon đi thì ngủ ngon là hôm ngủ ngon thiệt. Không hay luôn, tới mà giờ giao rau cũng không thích, người ta điện mới thích. Giao mấy ký? Hôm giao 3 ký. Dạ. Mấy chú về rồi tôi mới đội đèn tôi đi cắt. Ôi trời ơi, cô giỏi ghê không? 3 ký rau muống hả cô? Tại vì mối đó rồi, nếu không có người ta bán không được. Chứ không phải mà mình phải làm nghỉ bữa cũng sao mà không không có người ta bán. Người ta rồi. Ngày nào cũng thấy có cho người ta bán. Đúng rồi. 3 ký đựng 15 ngàn. 3 ký 30 ngàn. 1 ký 10 ngàn. Căn cũng vậy mà tại lên trường á. Bán lẻ cho mấy bà đó, mấy bà cũng ủng hộ, nhiều khi cũng có 5 ngàn, bà trả 10 ngàn. Thôi mình thấy gì bán lẻ nó 5 ngàn thôi, ai trả được nhiêu trả. Bà cho thêm nữa. Như cô giáo mua 2 ký cốc nè, bẻ thêm cô giáo 2 ký cốc, cô giáo trả 50. Cái đó là vừa mua vừa cho. Đó vậy đó. Rồi nhiều khi bán cho cô ký dưa leo 8 ngàn, cô trả 20 ngàn. Vừa còn trái không cô? Còn. Vừa dưới kìa. Uống không gà hết luôn còn cái gì? À, cái gì còn trái không? Dừa. Dừa hả? Có. Còn 2 buồng. Còn 2 buồng. Nào hết luôn mới về á. Nó hơi dán cháo chưa có sức ngon. Với dừa dứa này là hơi cứng, nước nó thơm nó ngon. Dạ. Còn chưa có được cứng thì nước nó chưa có thơm. Mà cũng uống được, cũng ngon. À, tối kim chi nó có nói với bà nội cái gì không? Có. Kim Chi nói sao cô? Kim Chi nói hồi hôm á, chú nói con á là mang cái này không phải là kính mà chú nói cái từ gì á. Rồi con hỏi chú con có cười với chú không? Có. Nó nói vậy là mày cười với mấy chú tới đây làm giàu rồi á. Không thể đâu cười đâu. Vì cái bà nội xin thầy chưa, ngày mai con nghỉ đó, nhà bà nội nấu cơm cho mấy chú ăn đi. Chứ mình nghỉ học rồi. Chứ đó giờ đâu chị nghĩ đâu. Sao không cho đi học đi. Chú cạo cái đó gãy đó chú. Thôi chú đi học rồi. Hư cạo vậy hư. Bỏ mà. Bỏ luôn hả? Không chứ là cái chú quá trời cực khổ rồi. Rồi học hành ngày 2 ngày có sao mà nó không chịu đi học là rồi đó. Không có đưa nó được đâu. Dạ. Nó không chịu đi rồi. Thôi để cho cô phụ với chú đi ha. Tụi con ra trước. Thợ cũng đang gấp rút hàng cái phần này vô để mà trưa nay là sẽ lợp tôn luôn. Và đây là cái nền cũ nè cô bác anh chị, đây là cái nền nhà cũ đó. Thì dự tính ban đầu á thì Bùi Hồ sẽ lợp tôn rồi sau đó đóng la phong đi điện lại và dừng cái dách này là xong, với lại là một cái căn phòng cho bé Kim Chi, tại vì hiện nay thì cũng không có đủ kinh phí để mà làm cái việc cái phần lót gạch này. Tiết kiệm được phần nào thì mình sẽ tiết kiệm thôi cô bác anh chị. Đưa 2 miếng dách lên, anh thấy cái nền bự ha em? Rộng lắm. Ồ, rộng lớn nè. Mà anh Vũ cắt nhà cân đối không? Anh thấy cân đối dữ không? Cân đối. Ồ, từ trước ra tới phía sau luôn. Như cột cái trước là 4,5 m, ở sau này 3,2 m hay gì nữa. Đúng rồi. Chứ cái nhà lúc trước là ở trên nó cao nhưng mà đằng sau rất là thấp, nó bị chùi xuống á. Anh Vũ làm cái nhà này thì nó cân đối luôn. Cân đối và đóng la phong là giờ là đẹp lắm. Sáng nữa. Bây giờ mà cô chú anh chị ủng hộ đến đâu thì mình sẽ thực hiện đến đó. Tổng cộng là hôm nay là có tới 7 anh thợ cô bác quý anh chị. 5 anh thợ sắt rồi 2 anh thợ đóng la phong luôn. Và sau đó là sẽ đi điện. Cái phần làm luôn một cái này kêu là cái gì em quên nữa mất tiêu rồi.
cái lam ở ngoài trước nữa, cô bác anh chị thấy nhìn nó đẹp và dễ thương ghê ha. Thôi sao còn cái lam nữa đúng không anh Dũng? Sao em đi đố ngang dừng hết luôn. Đi đố ngang dừng hết luôn ha. Lúc đầu á thì Bùi Hồ dự định là đóng cái phòng lao phong ở trong thôi, nhưng mà ở ngoài này còn một tí xíu nữa, khoảng không có bao nhiêu mét, nên Bùi Hồ quyết định là đóng luôn cái phần lao phong mét 8 thôi ha. Đóng luôn cái phần lao phong đằng trước luôn là nhìn nó đẹp ha anh Vũ ha. Dạ. Nó cũng không có nhiều tiền. Cũng không có nhiều mà nhìn nó liền lạc, nó đẹp hơn. Dạ. Cái này là đây đến chiều xong không anh? Đây đến chiều thì chắc của em xong. Dạ. Giặt dắt với phòng luôn là của em hoàn thiện. Hôm nay vật tư chở vô hết luôn chưa? Dạ chưa, còn một số toàn dắt với toàn phòng. Ở đây có alu và đá luôn đúng không? Dạ có. Dạ. Cái ngôi nhà anh Vũ cắt đồng thanh đồng hũ nhìn đẹp ghê á. Ở ngoài trước là 4,5 m anh Vũ. Đỉnh đó. Cái đỉnh đó không có 4 m à. 4 m ở đằng sau. Ở đằng sau 3,2 m. Đóng lao phong nữa là nhìn rất đẹp luôn á cô bác quý anh chị. Nhà này nhìn dựng lên thì nhìn rất là sáng luôn. Cái đá lao phong mình là 2,9 m đó. Dạ. Làm ngôi nhà này cô hồi sớm giờ nói bây giờ có nhà mới vui mừng muốn khóc mà không dám khóc luôn. Nhìn đẹp lắm. Dạ. Ngôi nhà này nhìn dễ thương vô cùng luôn á. Nhà này nhìn rộng lắm. Chú, ngôi nhà rộng không? Ngôi nhà rộng không? Dạ, rộng chứ. Đẹp rồi, ngon lắm. Ngôi nhà này so với ngôi nhà cũ là ngôi nhà nào đẹp hơn? Ồ, cái này đẹp hơn nhiều. Này đẹp hơn nhiều. Cái này là ngôi nhà mơ ước không? Nhà mơ ước thiệt á. Mà bữa nay mới thật sự là hiện thực. Dạ hả? Dạ. Còn đòi hỏi thêm gì nữa không? Dạ không dám. Không dám hả? Dạ. Sao vậy? Tại vì mấy chú lo thấy hoàn cảnh mấy chú khổ quá nên là không dám đòi thêm nữa đâu. Sao khổ sao? Kiểu như mấy chú lặn lội từ xa mà đến đây móc kiếm từ đồng tiền để cho tôi mà cắt cái nhà thì tôi biết mơ mấy chú lắm mà nếu mà được gì rồi thì cũng đủ cho tôi rồi chứ đâu có dám mơ cái đòi hỏi gì nữa. Dạ hả? Dạ. Cô thấy ngôi nhà này được không? Thấy ngôi nhà gì im không hay là thích xây tường? Thôi trời ơi quá mừng luôn rồi. Mừng dữ không? Mừng dữ lắm luôn rồi. Dạ hả? Trong đời tôi gì thiệt luôn, như mẹ đẻ lần nữa luôn đó mấy chú. Như mẹ đẻ lần nữa luôn, muốn khóc nữa hay vậy? Mừng ra nước mắt đúng không? Không đâu, giờ gắng lại đặng nhà mới mừng mà. Đâu có khóc nữa. Mừng dữ lắm rồi chú ơi. Mấy ngày nay là mệt không? Mệt cũng không bằng mấy chú đâu. Mệt cũng không vất vả bằng mấy chú nữa. Được xá tha thui rồi đổ công xuống đây. Trời ơi, những tấm lòng vàng này không biết chừng nào mà đền đáp được đây nữa nè. Thiệt là mấy chú đi tới đâu là dân nghèo ấm áp tới đó luôn á. Lúc đầu có nghĩ là xuống đây quay Bé Chi, có nghĩ là có được ngôi nhà không? Không nghĩ. Chỉ nghĩ là mấy chú xuống đây là chỉ quay Kim Chi để giúp đỡ cho nó học một tháng thôi. Chứ không có nghĩ là tới cho tới nhà. Rồi nghe mấy chú mà nói cho nhà thì trong bụng không biết sao sao nó nồn nào sao sao á. Chi nó hỏi gì chứ nội ơi, mấy chú mau lắm, 4-5 ngày là có nhà. Nó nói mày khùng mày ơi, 4-5 tháng á. Không có đâu nội, 4-5 ngày à. Nhỏ nó cái miệng á, linh lắm. Dạ. Yeah. Nó nói cũng có thiệt, rồi sau 4 ngày rồi sao chú xuống đây chú cho hay, nói có nhà cái. Chi nói vậy là có nhà nội rồi vòng vòng. Thôi cũng quá mừng rồi chú ơi. Dạ, bây giờ nấu cơm chưa? Chưa. Chưa. Sớm thì nó ăn không ngon. Không ngon. Dạ thôi gần tới giờ các anh thợ nghỉ hay nấu? Khoảng chừng tiếng hồ nữa tới giờ cái ăn cái là nấu. Dạ dạ. Bây giờ các anh thợ vẫn đang gấp rút hoàn thành cái ngôi nhà phần tiền chế với cô bác anh chị. Để cho các anh thợ đóng lao phòng, các anh sẽ đóng luôn. Và sau đó đi điện. Tại vì ngôi nhà này mà không đi điện an toàn thì nó rất là nguy hiểm. Đúng anh Vũ? Dạ đúng rồi. Phải vô đồ ống, đồ nẹp, đồ đàng hoàng. Đàng hoàng mới được. Dạ. Học vừa dứa hả chú? Ừ. Ây, ây da. Cái này chú uống à? Dạ không sao. Này là học uống hay đãi thợ? Đãi mấy chú luôn.
Dừa này uống ngon lắm cô bác anh chị, nó thơm mùi dứa, uống uống nó đùng đùng. Ôi đầy nước luôn. Mấy trái rồi chú? Ba trái gì nữa. Bông trái. Chắc chắc luôn nguyên cái ngôi nhà này hoàn thành là không còn trái nào hết chú. Đi hết này mình uống tiếp tục dừa khác. Dạ. Dừa nhà nên không có tốn tiền luôn. Và ở ngoài là nếu như mua ngoài là cũng hai mấy ngàn trái anh Đồng ha. Dừa dứa này nó mắc lắm. Đi không? Đâu có biết đâu nãy giờ cứ mua đâu biết. Ở trên con là không có dừa này, không có giống dừa này. Đúng anh Đồng? Đúng rồi, không có dừa dứa. Cũng có nhưng mà anh Đồng học học đi. Đây 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 con học cho chú. Đây đây chú 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 chú. Ê. 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 Anh này anh chiên thốt nốt mà. Anh chiên hái dừa với thốt nốt luôn á. Rồi hết ga luôn rồi. Trổ luôn rồi. Ga không? Rồi để con thập nha. Thập trái bự thôi nha, đừng thập trái nhỏ nha anh Đồng. Móc cuốn hả? Hai trái luôn. Ôi trời ơi. Ghê vậy. Ô. Mũi tên dính hai con nhạn luôn. Đúng là dừa của người ta anh học thấy mắc ham ha. Dừa nhà nhót lắm. Rồi nhiêu được rồi. Được rồi. Nhiêu đi. Tạm thời nhiêu đi chú ơi. Rồi mời cô chú anh chị uống dừa dừa với lại các anh em nha. Dừa này là dừa dứa thơm ngon. Ủa nó. Bây giờ hết biết nhiêu rồi, nó có bị trôi không? Có con trái đó à? Có khu vực này nè. Nó trôi vô cầu này nè. Đâu có được. Trôi vô cầu. Đây nè. Thơm thơm lắm. Đó. À. Hai trái. Anh Đồng nó là ba trái. Bốn trái. Năm trái, sáu trái. Là hai trái là đủ không? Là 7 trái luôn. Mấy trái rồi? Đây nữa nè, là 5 trái nè. Ờ, vậy là 7 trái phải rồi. 7 trái mà sao 8 người mà có 7 trái rồi ai không uống? Chú? Dạ. 8 người có 7 trái ai không uống? Ờ, vậy là không ai để gì được chưa Hà Thi? Để kiếm thêm trái nữa. Để kiếm. Ăn cóc. Ăn sáng ăn cóc sớm vậy anh Đồng? Đây. Anh Đồng. Ba, sáu, bảy trái rồi. Còn trái nữa. Buồn não. Thôi bảy trái được rồi, nó chơi á chú. Bảy trái thôi. Không còn nữa, còn dừa bên kia. Vậy hả? Thôi vậy. Cây dừa đó bây giờ mẹ bà giao rồi chứ. Cây dừa trên lộ thì nó không có thơm. Nó không có thơm. Thôi bảy trái dừa được rồi. Không những là mấy cái trái dừa nó đãi khách mà mấy trái cóc nó cũng đãi khách luôn. Nó phục vụ chủ. Rồi cảm ơn chú nhiều ha. Trời chú mời cô bác quý chị uống nước dừa đây. Nè mấy chú mà gì đâu mà. Nè cảm ơn. Ủa vậy rồi. Còn không anh Đồng? Còn. Ủa làm luôn hả? Làm luôn đi. Cái nhỏ này bỏ đi còn một cái nó dính trên này nữa nè. Hả? Còn trái nữa. Ôi. Dừa. À không trái nữa hả? Dạ dạ. Dừa của người ta hái không thương tiếc nha. Nói vậy chứ anh Đồng là chuyên gia đi đi trèo cây thốt nốt của cô bác của anh chị. Nên thành nữ ảnh thấy hai dừa nó cũng giống nhau rồi ạ. Mà ảnh leo cây giỏi lắm. Ủa trái đó nó mắc kẹt trong hả anh Đồng? Nhưng mà nó rụng chưa hay còn cuốn? Dính luôn hả? Hay không? Chạm chạm, 8 trái, đủ 8 người đúng không? Ở trái này nó ăn vô trong luôn hay vậy? Đúng không? Chỗ rồi. Chỗ trong luôn rồi. Không, chưa tới nước đâu. Ăn tới nước, vậy gì? Anh Đồng uống trái đó đó nha. Nghe. Anh uống trái đó đó. Ê, vô nước rồi. Tới hả? Dạ. Đường nước luôn. Rồi uống đi, uống thử rồi. Rồi. Được 8 trái dừa. Rồi được rồi. Rồi được rồi. Mời cô bác kính chị cùng uống dừa với lại các anh em nha. Cốc của cô với chú nè cả nhà. Thì mình lên tới đây để mình bẻ ô cốc nè, trái đó. Trời ơi. Cái cốc này chắc lâu năm lắm rồi đó.
mới leo lên đây mà chảy nước miếng ở cả nhà. nhanh đi em thấy cái gì ướt ở trên đầu em rồi nè. Chảy nước miếng. Ít thôi anh. Ê, hai chùm luôn. Hai chùm đi. Thêm chùm nữa đi anh. Chùm nữa ha. À, dạ. Lần leo lần khó. Mà cốc này nếu như mà không hái là nó rụng á. Đó, nó rụng bập, bao chùm ha. Đúng rồi. Có hái được nữa hái. Vậy. Nó kêu ba chùm thôi. Mấy anh cho mấy anh thợ ăn cơm rồi mấy anh nó ăn cốc. Coi chừng nhánh cốc nó giòn lắm nha. Ồ, ở nhiêu được rồi? Rồi 4 chùm, nào lại lấy em. Dạ, sao lấy? Cây nhà lá vườn mà vui ghê á, ha. Ồ, một nghiêng một gỗ dừa. Dừa dứa, nãy giờ chặt á hả con? Nặng dữ không? Nặng á. Rồi, à, cho các anh thợ, đãi các anh thợ vừa dứa, cô bác quý anh chị. Nhiệt tình ghê chưa? Giờ này nãy giờ anh một đồng với lại chú Thọc á. Mời cả nhà uống dừa đi. Thèm dừa này lắm, dừa này uống phải nói là số dách luôn á. À, con trái nào gọc sẵn rồi. Ai. Dừa này là ngon lắm. Thơm. Dừa này rất là thơm, mùi dứa luôn. Cô giặt được không? Nãy giờ chặt được mà không lẽ không giặt được. À, cho con miếng này. Ô, trời ơi trời. Trời, trời ơi. Chàng ơi. À. Mấy anh em mình xuống đây là... không lấy cái ly ra đi, lấy cái ly ra. Dẹp ly đi, dạ. Leo lên để lợp anh Dũng ha. Dạ. Trong buổi sáng này là lợp kịp không anh Dũng? Ừ, với lại ông trời sợ ông mưa. Bây giờ hàng mấy cái đòn tay xong là bây giờ tranh thủ lợp liền. Tại vì ở trên đầu cũng có một cái cục mây rất là đen kìa. Này khoảng tiếng nữa mưa đó anh Vũ ơi. Hàm quá. Hàng đòn tay này hết khoảng nửa tiếng không? Dạ. Nhanh anh Bon ơi. Anh Vũ lên luôn hả? Tranh thủ. Đang chạy đua với thời gian. Với lại mưa nắng. Đem đòn tay qua đây hết đó hả chú? Dừng cái ngôi nhà xong thì cái phần ở trong nữa là sẽ làm rất là mau luôn cô bác anh chị. Chiều nay là chắc đóng lao phong kịp không anh Dũng? Dạ. Chiều nay đóng lao phong kịp không? Không biết. Quá nhiệt tình. Chấm chịu cái mối hàng rồi tí xíu lại quay lại chấm lại ha. Bên đòn tay. Đúng rồi. Mấy anh làm để tranh thủ cục ngay trên đầu kìa. Là nhiêu cây đòn tay anh Vũ? 11 cây anh. À 11 cây.
tay này xong thì bắt đầu lại kéo kéo tôn lập. Kéo tôn lập rồi. Như vậy là sau khoảng 15 phút thì cái cây đoàn tai cuối cùng cũng xong ha anh Vũ ha. Bây giờ chuẩn bị là chuyền tôn lên. Vậy là may mắn là không mưa rồi. Tổng cộng là ở đây có 11 cây đoàn tai cô bác anh chị. Nhà rộng lắm. Lên nhìn cái, không biết qua khung hình sao chứ ở ngoài là thấy rộng thênh thang luôn á. Còn chấm ở giữa nữa anh Bon. Hai người chấm dài xuống. À, sau khi hàn xong á, thì các anh thợ cũng sạch sơn lại các mối hàn để mà chống sét á cô bác anh chị. Đây là một cái việc nhỏ nhưng mà nó rất là quan trọng, tại vì đa số sắt thì nó ít sét lắm, nhưng mà ngay tại cái mối hàn á là nó sẽ bị sét ở tại chỗ đó, mà nước sơn thì nó sẽ chống oxy hóa nên nó không bị sét. Hàn xong hết rồi anh Bon. Sạch sơn đó là chống sét đúng không? Bây giờ thì tấm tôn đầu tiên cũng đã kéo lên để lợp á cô bác anh chị. Và lợp những cái mái đằng trước này trước nè, sau đó lợp những cái tấm tôn dài ở đằng sau. Và chắc có lẽ là buổi sáng này sẽ xong luôn cái phần mái tôn này. Và sau đó tới sẽ dừng phòng, dừng dách ở trong cũng như là làm những cái mặt khải đằng trước á cô bác anh chị. Giờ cũng các anh thợ cũng đang rất là gấp rút để mà làm. Sau khi làm xong phần này thì anh Hải sẽ đóng cái phần la phong. Đóng la phong luôn cô bác anh chị. Đây là cái phần la phong mà anh Hải đã chuẩn bị nè. Anh Hải là cũng mà anh thợ la phong mà đi từ 3 giờ rưỡi tối cô bác anh chị. Đến 6 giờ 15 là có mặt tại đây rồi. Đó, nhìn đẹp kìa ha. Ô. Kêu ông già 65 khiêng tấm tôn dài. Mấy ông trẻ ở không trời. Mệt không chú? Ở tối là 3 giờ làm giám thị ngủ. Ba người ngủ, chú ngồi. Chú coi giám sát ba người ngủ trời. Thương ghê. Năm mươi mấy à, chú mới năm mấy à? 50 à, 56 tuổi à. Đây là đấy. Sao chú nghĩ sao mà mình ên chú làm tấm tôn to đùng vậy? Làm ông mẫu cố gắng chứ. Nhiệm vụ mình mà. Nhiệm vụ mình hả? Dạ. Hồi tối sao mà con ngủ mà chú ngồi ở trên ghế chú giám sát ba người ngủ vậy? Phải bảo vệ mới được chứ. Chú vui lắm cô bác anh chị. Bây giờ thì anh Mộc Đồng đã leo lên cây dừa để mà hái gụi trái của chú luôn. Dân Đồng Tháp quậy quá. Không phải quậy đâu. Không phải quậy đâu, sao không phải quậy? Ăn hết dừa luôn kìa. Trời ơi. Kê bình cái cốc. Cái tình nghĩa là hơn. Dạ. Tình nghĩa là hơn chứ còn cái vụ trái cây này nè. Chuyện nhỏ. Mấy trái rồi. Sao mà tìm được tình nghĩa câu ý gì. Mấy trái anh Đồng ơi. Còn nhiều trái không? Trời ơi, trái chúng chứ kia bể luôn vậy. Bởi luôn hả? Giật đời dục đừng nói trúng trái nha. Đó, không cần. Hết đi. Cái đã quậy quậy cho tới luôn. Uống hết đi. Uống hết đi. Nói vậy chứ anh Hải cũng chưa được uống, anh La Phong chưa được uống kìa. Tại anh Bồng Đồng là mà chạy nó chua. Là giống như du khỉ á, là một người leo hái thốt nốt ở tỉnh biên ai cũng biết tiếng á, nay về lại Hậu Giang hái dừa. Này nó thơm thì có thơm mà này chắc nước còn chua chứ không ngon bằng mấy trái. Trời ơi văn à. Ôi nói vậy hái hết luôn hả anh? Trời. Hái hết luôn hả? Trời. Trời ơi làm đi. Làm đi. Ồ. Mấy chú xuống này được uống dừa anh em nha. Còn mấy trái nữa? Hả? Thôi đã chừa đi, mai anh hợp xuống. Trời quậy gì thấy nhiệm sai dữ trời. Nhiều trái hả chú ha? Ừ. Lấy dừa đổi nhà. Trái dừa đổi. Chú. Trái
6, 7 trái nữa. Hái hết buồn không? Ủa, không, trời ơi, mấy chú được uống vừa ở tôi này tôi mừng nữa chứ buồn gì. Mẹ hả? Đâu? Để đó đi mày hái. Vừa ăn không? Trời trời nữa nó còn mấy trái nữa, bẻ lại luôn đi. Sao nãy lên sao nó không làm cái đó đi bẻ này? Quên, nó thấy đâu đi qua đây mới thấy nè. Trời ơi, nó vừa ăn rồi, giục nước rồi. Cái này nó bự hơn nè. Ôi chứ. Hồi đó giờ không có bán rồi chú? Không. Chỉ để ăn thôi. Dạ. Dừa này là dừa dứa ngon lắm. Nè vậy dừa ăn là phải rồi nè, nó bự vậy nữa. Dạ. Mày còn nước còn chua rồi. Xuống anh Đồng ơi. Anh ở chút xíu không còn trái luôn á. Dạ. Kệ còn trái đằng kia kìa. À. Kêu ổng xuống mà ổng giục nãy giờ biết nhiêu trái rồi trời. Được mấy trái rồi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 trái. 18 trái 19 trái. Trời ơi. Trên 100 ngàn. Còn nghe hết chưa? Chưa, còn nhiều. Còn nữa nhiều nữa hả? Thôi để đó đi, mai mốt có mấy thợ hồ lên. Chừa đi anh. Dạ. Cho anh ở đó hồi hết trái luôn á. Anh leo như là một cái con khỉ. À, đó, hay ghê chưa? Anh đi gì chứ anh nhớ cây thốn nốt nên thành nữ anh leo cây dừa đỡ. Như rồi. Ủa bẻ thốn nốt kìa chú. Dạ bán. Nó ăn rồi đó. Cái trái thốn nốt quá. Trái thốn nốt ăn cũng ngon ngon giống như cái dừa á. Mà nó ngọt hơn. Dạ. Nó có gì đó hả? Nhỏ. Nhỏ hơn tí. Mà trái nó màu nào, màu tím. Dạ. Dạ. Trời đại tình. Trời con lép thốn nốt mà. Anh Một Đồng là bán thốn nốt là phải nói là rất uy tín luôn nha. Tại làm nhà hết à. Anh ở chút xíu nữa không còn trái nào luôn quá anh Đồng. Thôi bây giờ nè, cái nào mình lựa cái mấy cái trái bự uống trước đi. Bự uống trước. Ừ. Nhỏ chủ nhà uống đi. Ôi ôi bên kia vừa ăn mà nãy bẻ bên này không. À, tức hả? Vậy là buồn bệnh còn đông lắm hả? Dạ còn đông. Trời ơi, tức con. Ôi không sao, còn thì tiếp tục kìa mới. Còn mới. Ngày hôm nay là đóng La Phong luôn hả anh Hải? Kẹp không? Chiều gọi luôn ha. La Phong này anh Hải chọn màu nhìn đẹp ghê á. Sáng. La Phong này là phong mũ anh Hải. Mũ anh. Mũ nó nhẹ mà nó bền đúng không? Nó bền nó 83. Dạ, sau này nó không có bị ố gì đúng không? À. Cái vân này anh Hải tự chọn luôn nè, để cho anh Hải tự chọn màu, anh Hải chọn màu nhìn nhu ghê á. Đóng luôn ngoài trước là tổng cộng 50 mét vuông hả anh Hải? 50 mét vuông. Là chiều nay là bắt đầu các anh thợ lập tôn xong là mình đóng luôn. Đúng rồi. Anh tới đâu? Lập tới đâu đóng tới đó luôn. Bây giờ truyền tôn lên là cô bác anh chị. Truyền miếng tôn sống dài lên. Màu lâu không đẹp quá. Ở đây có mấy cái điểm nhấn này ha. À, trong khi các anh thợ lợp mái ở trên này nè cô bác anh chị, thì anh Hải cũng cắt cái phần La Phong ra để mà đầu giờ chiều nay sẽ lợp luôn ha. Và lúc đó thì chú lại dỡ cái phần nhà dưới ra nè, để mà những cái tôn cũ á thì sẽ đem xuống phần nhà dưới này, để cho nào sử dụng được lại thì sẽ sử dụng tiết kiệm ha cô bác anh chị. Đây, cái phần này thì tí xíu nữa sẽ gỡ ra luôn để làm nguyên cái phần vách này là toàn là tôn hết.
và sau đó làm cái phần la phong ở trên này. Đây cô đang làm cá nè. Đang làm cá hả con? Dạ. Làm kỹ ghê á. Làm kỹ ghê á. Cá này làm gì? Con. Cái gì cũng được á. Dạ. Sao? Dạ. Dở ra để cây đây hả chú? Dạ. Bây giờ quá trời thùng lum hết trơn, không biết chỗ đâu để. Ờ à, để đây đi. Trời để đó con dẫn cho gì ba. Bà già cả đi lụm cụm té chết á. Té được. Cái cầu đó nó sơn chật lắm. Dạ. Dạ. Như vậy là trong sáng ngày hôm nay, trước khi cơn mưa kéo đến thì anh Vũ cũng đã hoàn thành cái việc mà lợp tôn cho cái mái nhà. Cô bác anh chị thấy nó có hai cái sóng dập không? Ở đằng trước một cái sóng nè. Ở trên cái mái dài kia cũng một cái sóng nhà nữa. Nó nhìn cũng khá là đẹp ha cô bác anh chị. Ngôi nhà này lên sau khi mà hoàn thành lên đó thì rất là rộng. Và chiều nay khi mà sáng nay lợp xong thì dùng cơm trưa thì anh Hải sẽ tiến hành một cái công đoạn đó là đóng la phong. Còn anh Vũ thì sẽ làm nội thất ở trong. Tí xíu nữa thì Bùi Hồ sẽ tiếp tục chia sẻ về cái hình ảnh mà bữa cơm trưa cho cô bác anh chị xem luôn ha. Bây giờ trời mưa này cô bác anh chị rất là chuyển luôn. Ngôi nhà mà khi mà bó nền á thì nhìn nó nhỏ, nhưng mà sau khi mà dừng tôn lên thì nhìn ngôi nhà cực kỳ to luôn cô bác anh chị. Bà thấy ngôi nhà cất lên bà bất ngờ không bà? Bất ngờ, bữa hổm lại hỏi thì tôi nói ai cũng không tin chứ. Bà nói sao? Tôi nói mấy chú lại tính chơi nhà ăn chi. À. Cái mấy người nói bà mà biết cái gì mà nói, ông cái lại cho nhà. Dạ. Tôi nói thiệt tình. Dạ. Cái người không ai tin, bây giờ người ta nói bà nói thiệt. Người ta nói thiệt. Hôm qua người ta nói tính bà nói dốc mà mấy chú cho thiệt. Chú cho liệt. Là không tin cho nhà luôn đúng không? Tính đâu lại tính. Hỏi bé Kim Chi thôi. Ừ. Dạ. Tính lại hỏi đang cho quà Kim Chi. Dạ. Tôi nói cho nhà đó, chứ không phải quà đâu. À, mấy ông đừng có nói tôi nói dốc, của mấy ông nghe coi. Ủa, để ông thẳng từ từ coi. Cái hôm qua nói trời ơi, bà ba nói thiệt á. Ở sớm này ta bất ngờ không bà? Bất ngờ, ai cũng nói bất ngờ hết trơn á. Tính không có cái vụ này nè. Tính không có cái vụ này. Tính cho quà không à, bị một lần người ta cũng hỏi cho quà đó. Rồi người ta nói cho quà. Ông bà đó đâu có nhà, rồi tôi nó nạnh giống tôi nói không á. Ở nhà ai lại hỏi tôi cũng nói không. Dạ, có nghĩa là cô chú thì đi ngoài gãy á. Ừ. Thành thử là cứ ai lại thăm bé là bà qua bà hỗ trợ. Ừ. Ủa qua tôi nói mấy người đó. Tôi không có hai bà cô nữa. Rồi à, cái mấy chú đó nói à, sau này nè cô Cương với cô Chi tài trợ. Không biết phải không, người ta nói vậy mình nghe vậy đó. Dạ. Nhưng mà cho ngôi nhà này là bất ngờ dữ lắm hả? Thấy bà đi qua đi lại hoài à. Bởi vậy. Mừng hả? Mừng. Mà ta la ở đây nói cái gì tôi cũng la. Tôi gầy bay đi bay không kêu tao bỏ nhà rồi nó bò đi. Lần đi té xong chết. Dạ. Thấy bé tội nghiệp dữ không? Thương dữ không? Thương. Cho tiền hoài à, không có nhiều vài chục. Cho nó mua bánh ra ăn. Dạ. Mà mỗi nhà cũ mỗi lần á mà mưa dột á thì bà thấy tội không? Mưa lớn rồi tôi chạy qua tôi ấy nó cho vô trong ngay giữa nè, sợ mưa ướt. Trời, mình làm phước được gì cứ việc làm, tôi nói vậy đó, không có mà sợ gì chứ, mình khả năng mình làm tới đâu cứ việc làm. Nghe nói bà có mấy bừng buồn dừa là cho mấy ông thợ hết hả? Ừ. Cho ăn uống. Trời ơi, hôm bữa đó thấy mấy chú thợ này cắt nhiệt tình không bà? Nhiệt tình, tôi khen hoài đó, không rồi tôi gặp ai tôi cũng khoe chứ. Khoe là sao? Nói mấy chú thợ đó nhiệt tình lắm, cho nhà con Chi mà nhiệt tình thấy sợ mà chắc chắn luôn. Nói vậy, người ta nói, sao bà biết? Tôi nói, dồn tôi biết chứ bộ. Mới 2 ngày là xong rồi hả bà? Ừ, mà năm nay là, tôi nói năm nay tôi còn 80 tuổi, sao tôi không biết được, mà nó kỳ cục vậy. Hôm đó cái chú đó hỏi đó, tôi nói rồi cái nói sao này cho nhà ai cũng không tin chứ.
Cái bà già bà nói chuyện mới có mấy ngày mà cho đúng không? Ừ. Nói bà nói dốt không? Này là mạnh thường quân cô chú ở nước ngoài đồ, mỗi người chung tay nhau ít để mà cho có ngôi nhà lành lặn. Hôm đó cái cậu đó lại hỏi thì nói cô Cương với cô Chi gì tài trợ cho ông mớ nữa. Dạ. Thì vô nhà này không biết có không, người ta dạ, nói. Dạ từ từ. Ta nói rồi mình nói theo vậy chứ đâu có biết, người đó ở nước Mỹ đúng không? Thôi con chúc bà sức khỏe ha. Dạ, cảm ơn hai chú nha. Dạ, cũng tới giờ ăn trưa rồi, cái anh thợ cũng đang dọn đồ ăn ra kìa. Dạ, bạn ở trong cái ngôi nhà mới luôn. Ờ, trưa rồi. Dạ. Dạ, chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ, ở đây vài ngày nữa là cho bà tốn dừa thêm. Tốn nhiều cũng được hết trơn. À, không lo. Ừ, miễn mấy cháu khỏe mần được rồi sao. Dạ. Rồi về quê lâu lâu có đi ngang đây ghé thăm tôi cũng nha. Ghé thăm buồn dừa. Quê ở đâu? Đồng Tháp. Vậy hả? Dạ, xuống đây xa lắm. Đó giờ bà có đi Đồng Tháp không? Có con trai ở trên á. Ở huyện nào? Trời ơi, tôi cũng biết gần chợ đó. Thằng Bồ Xanh Liêm đó. Nhiều chợ lắm. Vậy hả? Chợ lớn à. Trai bà làm gì? Nó mà làm việc, nó tôi có biết gì đâu. Trai ruột bà hả? Trai ruột, trai thứ hai. Bùi Thanh Liêm hả? Ừ. Sao mà cưng, làm việc? Cưng hỏi có ai Bùi Thanh Liêm là anh trai tôi. Dạ. Cái thằng trai đó hồi đó ông chồng ông hy sinh. Dạ. À, thông tin với cô bác anh chị là người Hậu Giang cũng dễ thương vô cùng luôn ha. Đây là cái món cá chiên là cô mua cá từ sáng 50.000 một ký nè. Còn khổ qua là toàn là dân địa phương ở đây ha cô bác anh chị. Nhờ Toàn mà các anh em mới có thể biết được hoàn cảnh của bé Kim Chi á. Toàn lật đặt mua khổ qua với lại cá thác lát. Đây là đặc sản của Hậu Giang luôn hả Toàn? Dạ. Trời ơi, ăn trong nhà mới luôn nha. Trời ơi, mấy nồi, nấu mấy nồi? Hai nồi. Hai nồi. Ngon ghê á. Cá thác lát chính hiệu là nạo ra luôn hả Toàn ha? Trời, rau nè, rau ngon ghê không? Này. Còn này là gì? Này là khổ qua xào đúng không? Đồ chai ha. Chú, ngon không chú? Thấy đây cá đồng ngon không? Có bữa cơm gì là làm ăn ngon là đầy đủ sức khỏe là làm không biết mệt hả chú? Chủ nhà này thấy cũng được. Chủ nhà này thấy cũng dễ thương đúng không? Trời ơi, nhà nhất là hai cái dĩa rau. Quá chừng đó tôi mua. Chủ nhà nói vậy hả? Mà không có tiền sao mua? Tại vì chủ nhà nói vậy á, người ta cũng không có tiền, khi có cái tấm lòng thì người ta cũng thương mình, ta nói mình ăn cái gì thì nói tôi mua. Nhiều khi nói vậy, nhiều khi nó cũng là được. Cái chân tình là nó quan trọng hơn, còn ăn gì cũng được đúng không chú? Dạ. Hôm nay là ăn ở trong cái nhà mới luôn mà cắt lợp vừa xong thì ông trời ông cũng đen thừa lùi rồi. Đồ đó mất công rồi đó mày. Đây. Khổ qua, trời ơi ngon kìa. Cá lóc đồng, rau. Nấu tới ba nồi cơm nè. Rồi vô ăn anh Vũ ơi. Vâng mấy anh thợ ơi. Rồi mời cả nhà thưởng thức một bữa cơm rất là đạm bạc nhưng mà đầy đủ nghĩa tình của các anh em tại ngay tại nhà mới của bé ông bà nội bé Kim Chi á. Cơm ngon quá trời luôn à. Còn bây giờ thì kết thúc và xin hẹn gặp lại cô bác anh chị ở clip và tối đêm nay ha, chiều nay sẽ đăng lúc 6:15. Nước mắm nước tương gì đâu. Mời cả nhà nha.